Chủ quán karaoke 10 năm kêu oan tội môi giới mại dầm Chấn động chiêu trò lừa đảo ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng Gia Lai, một bé gái lớp 8 mang thai nghi bị cha dượng xâm hại Bị nhắc nhở vi phạm, hai thanh niên chặn đường chém quản lý công ty Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 27 tháng 8, Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đào Văn Nam, 53 tuổi, trú ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, chủ một quán karaoke trên địa bàn xã Ngọc Sơn về tội môi giới mại dâm. Theo đó, vụ án xảy ra từ năm 2014, qua nhiều lần xét xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng vẫn chưa có hồi kết. Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2014, MH 34 tuổi quê Thái Nguyên và TTT 37 tuổi ở Hà Nội cùng một phụ nữ tên N đến quán karaoke của ông Nam ở huyện Hiệp Hòa xin làm nhân viên của quán. Tuy nhiên, ông Nam chỉ nhận hát vì hai người còn lại không có giấy tờ tùy thân. Do chủ quán không nhận cả ba người nên hát cũng không ở lại làm. Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, cả ba phụ nữ này quay lại quán, thuê phòng hát cùng ba người đàn ông. Đến 20 giờ, nhóm này dừng hát và được tính phí hát hết 750.000 đồng. Hát nhận trách nhiệm thanh toán tuy nhiên không có tiền trả. Hát xin ông Nam cho chị ta và T ở lại làm nhân viên đến khi trả hết nợ thì sẽ nghỉ việc. Ông Nam đồng ý. Hát và T được ông Nam chấp thuận nhưng không ký hợp đồng lao động, mỗi người được trả thù lao 3 triệu đồng một tháng với nhiệm vụ dọn dẹp, bưng bê, nếu rót bia và hát cùng khách thì trả thêm 50.000 đồng một giờ. Các bên còn thỏa thuận về việc hát và t sẽ quan hệ với khách nếu khách có nhu cầu. Mỗi lần quan hệ, hai người sẽ phải xin phép ông Nam và đưa lại cho ông này 100.000 đồng một lần bán mình, 200.000 đồng một lần quan hệ qua đêm. Khoảng 22 giờ cùng ngày, hai khách đến uống nước tại quán karaoke rồi đặt vấn đề muốn vui vẻ. Cô gái tên Hát nhắn tin cho ông Nam xin cho mình và Tê đi làm việc này thì được đồng ý. Quan hệ với khách xong, H và T trở lại quán karaoke, mỗi người đưa cho ông Nam 100.000 đồng rồi tiếp tục vào phòng phục vụ khách hát. Đến dạng sáng ngày mùng 10 tháng 8 năm 2014, do khách có nhu cầu, hai nữ nhân viên tiếp tục hành nghề tại một nhà nghỉ trên địa bàn thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Cùng ngày, ông Nam bị bắt khẩn cấp. Quá trình giải quyết vụ án, ông Nam ban đầu thừa nhận hành vi môi giới nhưng sau đó lại thay đổi lời khai, liên tục kêu oan. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 diễn ra vào tháng 4 năm 2015, bị cáo Nam kêu oan, khẳng định việc chị HT đưa 200.000 đồng là tiền trả nợ phòng hát trước đó. Hai người này không phải là nhân viên quán mình. Tuy nhiên, tòa nhân dân huyện Hiệp Hòa xác định đủ chứng cứ buộc tội bị cáo, tuyên phạt bị cáo Nam mức án 4 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 9 năm 2015, ông Nam tiếp tục kêu oan trong khi đó, người bị cáo buộc bán dâm tên Hát cũng phủ nhận các lời khai ở cơ quan điều tra, nói bị ép cùng. Hát cho biết ông Nam không bảo mình đi làm chuyện ấy. 200.000 đồng đưa cho ông Nam là tiền trả phòng Hát, không phải cắt phế như cáo buộc. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhận thấy vụ án còn nhiều mâu thuẫn và thủ tục tố tụng có sai sót, chưa đủ căn cứ kết tội, do đó tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra lại. Tháng 9 năm 2022 sau quá trình điều tra lại, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa tiếp tục giữ nguyên quan điểm truy tố ông Nam tội môi giới mại dâm. Do có nhiều thiếu sót, mâu thuẫn và chưa đủ căn cứ vững chắc để kết tội bị cáo, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định hủy bản án sơ thẩm. Sau khi điều tra lại, công an huyện Hiệp Hòa và viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa tiếp tục giữ quan điểm buộc tội đối với bị cáo. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023, tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa có thêm hai lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung dù vậy công an huyện hiệp hòa và viện kiểm sát nhân dân huyện hiệp hòa vẫn không thay đổi quan điểm đối với hai khách mua vui viện kiểm sát cho hay đã khai nhận rõ hành vi mua vui với h và t tuy nhiên trong lúc làm việc tại công an huyện hiệp hòa lợi dụng việc trụ sở đang xây dựng sửa chữa xin đi vệ sinh rồi bỏ trốn những người mua vui vẻ trước đó khai man họ tên địa chỉ nơi ở nên cơ quan điều tra không thể xác minh thân nhân Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Bộ Công an và các cơ quan đơn vị của nước bạn Lào triệt phá thành công tổ chức lừa đảo qua mạng tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào. Lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ 155 đối tượng cùng nhiều tăng vật, tài liệu liên quan. Sau gần 3 tuần đấu tranh, mới đây, công an tỉnh hà tĩnh công bố lời khai ban đầu của một số đối tượng trong đường dây vừa bị bắt giữ theo cơ quan điều tra đinh văn châu là một tổ trưởng trong đường dây lừa đảo quốc tế khai nhận đến tỉnh bò kẹo làm việc và quen biết một người bạn người này ngỏ ý sẽ mở công ty riêng nên rủ châu đến làm việc cùng quá trình làm việc châu được giao làm tổ trưởng với nhiệm vụ giám sát đôn đốc các nhân viên dưới trướng tại công ty làm việc tuy nhiệm vụ được giao theo ngày hoặc tuần các nhân viên sẽ phải lên mạng xã hội kết bạn và trò chuyện với các khách hàng mới. Hàng ngày, nhóm nhân viên trong đường dây được quản lý và tổ trưởng giao cho các tài khoản Facebook ảo để đi nói chuyện với những phụ nữ trung niên ở Việt Nam. Các tài khoản ảo sẽ đăng tải các thông tin cá nhân là những doanh nhân thành đạt, giàu có, thường xuyên đăng ảnh ăn chơi những nơi sang trọng. Trong vòng 3 ngày nếu không có khách hàng tiềm năng nói chuyện, các nhân viên trong đường dây này sẽ bị trừ tiền, thậm chí bị bắt phải chống đẩy. Có nhiều nhân viên còn bị những kẻ cầm đầu đánh đập việc nhân viên trong đường dây lừa đảo này tìm khách hàng dựa trên một tài liệu ghi rõ quy trình tiếp cận để rụ rỗ con mồi xa bẫy thậm chí để lừa đảo đôi khi phụ nữ cũng đóng vai là nam doanh nhân đẹp trai thành đạt và giàu có theo kịch bản mà đường dây này soạn ra từ những cuộc trò chuyện hỏi han đơn giản đến những câu chuyện sâu hơn về tình cảm để dẫn dụ nạn nhân một nghi phạm trong đường dây cho biết họ chỉ có nhiệm vụ nói chuyện tình cảm thôi còn những bước tiếp theo thì do tổ trưởng với cả các xếp trên làm việc với nhau. Một người phụ nữ khai khi được giới thiệu vào làm việc được hứa trả lương mỗi tháng 5.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 17 triệu đồng. Tuy nhiên, hai tháng đầu không có doanh thu, bị phạt nên tổng số tiền chỉ nhận được 4.000 nhân dân tệ. Nhiều người trong đường dây từng muốn trốn về nước, xong họ bị những kẻ cầm đầu nhốt lại trong các tòa nhà. Các trường hợp khác muốn về nước phải gọi điện về cầu cứu người thân với số tiền đền hợp đồng rất lớn trước đó báo lao phát Tana news dẫn thông báo của ban quản lý đặc khu kinh tế tỉnh bò kẹo mới đây cũng cho biết các cá nhân và pháp nhân là người lào và người nước ngoài ở đặc khu kinh tế tam giác vàng phải dừng ngay các hoạt động lừa đảo qua mạng tất cả mọi hoạt động kinh doanh trong đặc khu kinh tế tam giác vàng phải chấp hành nghiêm theo luật pháp của lào và phải được phía lào cấp phép hoạt động Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa trình 4 phương án giá đất để Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận. Đây là các phương án mà trước đó Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện, thành phố Thủ Đức và đơn vị tư vấn phân tích. Cụ thể, theo phương án 1 sẽ giữ nguyên không điều chỉnh bảng giá đất đã ban hành theo quyết định số 02/2020 được xây dựng theo luật đất đai 2013. Phương án này có điểm hạn chế là giá đất rất thấp, chưa tiềm cận giá đất thị trường. Mặt khác, giá đất theo quy định trên không thể tăng do bị khống chế bởi khung giá đất. Nếu áp dụng phương án này thì giá đất bị chênh lệch với giá bồi thường rất lớn, không phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại thành phố Hồ Chí Minh và trái với quy định tại khoản 1, điều 257 luật đất đai 2024, không tạo sự công bằng giữa các nhóm đối tượng sử dụng đất. Phương án 2 là điều chỉnh bảng giá đất theo quyết định số 02 2020 với hệ số điều chỉnh theo quyết định 56 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin phương án này vẫn có hạn chế vì sau khi nhận hệ số kết quả vẫn khá thấp so với giá đất thật. Theo phương án 3, đối với giá đất, các tuyến đường dự kiến bố trí tái định cư sẽ điều chỉnh theo giá đất thực tế. Đối với giá đất các tuyến đường theo quyết định số 02 thì nhân với hệ số điều chỉnh giá đất theo quyết định 56. Phương án này có những hạn chế không công bằng giữa các đối tượng sử dụng đất. Phương án thứ tư là phương án chọn của Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra, điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương theo quy định tại khoản 1, điều 257 Luật Đất đai. Cơ sở dữ liệu giá đất hiện có được chắt lọc từ các nguồn như giá đất bồi thường, giá đất tái định cư, giá đất cụ thể đã được ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt, giá đất chuyển nhượng thực tế từ cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan thuế để cập nhật, điều chỉnh bảng giá đất. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đánh giá phương án này tuân thủ quy định tại khoản 1, điều 257 Luật Đất đai 2024 và phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Bộ phận Định giá và Tư vấn Tài chính Savills Hà Nội, Việc giá đền bù tiệm cận với giá thị trường kèm các hỗ trợ đền bù được đưa ra chặt chẽ sẽ khiến chi phí đầu tư vào dự án tăng lên, dẫn đến giá thành bất động sản tăng. Trong thời gian ngắn, giá nhà ở, đặc biệt là giá căn hộ sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung mới trên thị trường còn hạn chế. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, Horea khẳng định, dự thảo bảng giá đất sẽ có tác động đến chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, do người sử dụng đất sẽ có xu thế đòi bồi thường cao hơn trước đây chi phí đầu vào bị đẩy lên cao hơn, gây tác động dây chuyền làm tăng giá nhà, giá thuê nhà, tăng chi phí tiền thuê đất, thuê nhà xưởng. Tương tự, ông Ngô Đức Sơn, tổng giám đốc công ty cổ phần DAS Holding cho rằng, bảng giá đất mới sẽ tác động lớn nhất với người dân khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhất là thực hiện các nghĩa vụ như chuyển mục đích sử dụng đất hoặc cấp giấy chứng nhận lần đầu. Đối với doanh nghiệp, khi giá đất cao, tức đầu vào cao thì đầu ra sẽ cao sẽ tác động trực tiếp đến người mua. Tuy nhiên, dù trực tiếp hay gián tiếp cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Còn theo ông Võ Hồng Thắng, giám đốc đầu tư DKRA Group khẳng định, bảng giá đất mới làm chi phí giải phóng mặt bằng đền bù tăng vì càng ngày càng tiệm cận giá thị trường, chi phí tiền sử dụng đất tăng, các loại thuế phí kèm theo sẽ tăng. Các yếu tố này cấu thành vào giá bán bất động sản và giá sẽ tăng trong tương lai. Ngày 26 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với bị cáo Lê Viết Lâm, sinh năm 1993, trú tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, giám đốc công ty cổ phần thương mại Đức Phương. Theo cáo trạng, từ tháng 5 năm 2022, công ty cổ phần thương mại Đức Phương do Lâm điều hành bị thua lỗ, nợ lên tới 5 tỷ đồng. Vì vậy, Lâm lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Võ Thị Hát, sinh năm 1967, để thực hiện hành vi lừa đảo. Lâm bịa ra câu chuyện mình là con nuôi của lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế và nói rằng bố nuôi đang cần mua đất tại thành phố Đà Nẵng nhờ Lâm mượn tiền giúp. Tin tưởng vào mối quan hệ giả mạo này, bà Hát đã đồng ý cho Lâm mượn tiền. Sau 3 lần giao dịch, tổng số tiền mà bà Hát đã chuyển cho Lâm là 1,8 tỷ đồng. Để có tiền cho bị cáo mượn, bà Hát đã phải vay mượn từ người thân và cầm cố nhiều tài sản của mình như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hưu trí. Sau nhiều lần yêu cầu bị cáo Lâm hoàn trả số tiền đã mượn nhưng không được, bà Hát nhận ra mình bị lừa và làm đơn tố cáo Lâm tới cơ quan chức năng. Tại phiên tòa, bị cáo Lâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận. Bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho bà Hát và bị hại cũng có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lâm. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Viết Lâm 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, ông Đặng Lương Minh Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia huyện Ia tỉnh Gia Lai cho biết, đang phối hợp với công an huyện xác minh làm rõ thông tin một nữ sinh lớp 8 mang thai nghi do bị tra dượng làm hại. Theo thông tin ban đầu, trước đó, phòng khám sản của Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai tiếp nhận bệnh nhân nữ NT, sinh năm 2011, hiện là học sinh lớp 8, được chuyển từ phòng khám nhi xuống với kết quả siêu âm bụng có một thai nhi trong tử cung khoảng 15 đến 16 tuần. Bước đầu, người mẹ và cháu NT trình bày cháu bị cha dượng làm hại nhiều lần. Mẹ cháu Tây hỏi chồng về sự việc thì người đàn ông này thừa nhận hành vi đồi bại của mình. Đồng thời hứa sau khi chăm người nhà bị bệnh sẽ ra đầu thú. Tuy nhiên, trong lúc Trung tâm Y tế thành phố Pleiku chuẩn bị hồ sơ để chuyển bệnh nhân lên bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai thì người mẹ và cháu bé đã bất ngờ rời khỏi trung tâm. Theo ông Điệp, sau khi nắm thông tin, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo công an xã xác minh, báo cáo lên công an huyện để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Iagrai ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Đăng Trường, 36 tuổi, ngụ ở huyện Iagrai để điều tra về hành vi trên. Theo công an huyện Iagrai, bước đầu Đỗ Đăng Trường khai đã hai lần khiến cháu gái NT làm cháu mang thai những lần trường làm hại cháu T đều không có vợ trường ở nhà. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Vũ, sinh năm 2000 và Phạm Văn Tèo, sinh năm 2004, cùng chú huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ và Tèo là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Hồ, khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tức giận việc bị chị B quản lý giường của công ty nhiều lần nhắc nhở do Vũ vi phạm nội quy công ty. Vũ rủ Tèo sử dụng xe máy của Tèo chở Vũ cầm dao chém chị B để trả thù. Tèo đồng ý. Chiều ngày 17 tháng 8, Vũ và Tèo đeo khẩu trang, dùng băng keo đen dán kín biển số xe rồi chở nhau đến khu công nghiệp Bình Hòa đợi chị B tan làm để thực hiện hành vi. Khoảng 15 phút sau, Vũ thấy chị D, cũng là quản lý của công ty, điều khiển xe máy chở chị B ra về nên cả hai đuổi theo. Khi đến đoạn đường vắng người, Tèo điều khiển xe áp sát của chị D để Vũ dùng dao chém trúng vùng lưng chị B gây thương tích 2% và trúng cánh tay trái của chị D gây thương tích 2%, rồi đem xe và con dao gây án đi cất giấu. Sau đó Vũ lấy xe của Vũ trở Tèo đến công ty làm tăng ca, còn chị B và D đến trạm y tế xã Bình Hòa khô vết thương và đến công an xã Bình Hòa trình báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hình sự công an huyện Châu Thành nhanh chóng bắt giữ Vũ và Tèo. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của ba thông tư ra năm 2019 về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ Công an Nhân dân. Theo ban soạn thảo, qua 4 năm thực hiện các quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ, lãnh đạo Công an các cấp đã thường xuyên kiểm tra, đồn đốc cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc chấp hành, được công tác điều lệnh đi vào nền nếp, giữ vững kỷ luật kỳ cường tuy nhiên một số nội dung chưa được quy định hoặc đã quy định nhưng chưa cụ thể nên khi triển khai thực hiện còn có vướng mắc do đó việc xây dựng thông tư nhằm khắc phục những vướng mắc bất cập qua đó tăng cường kỷ luật kỷ cương hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới một trong những nội dung được dự thảo đưa ra để lấy ý kiến liên quan đến vấn đề ứng xử khi giao tiếp cụ thể dự thảo đề xuất khi giao tiếp qua các phương tiện thông tin cán bộ chiến sĩ công an phải giới thiệu tên với đơn vị của mình ngôn ngữ giao tiếp phải đúng mực lịch sự rõ ràng mạch lạc không nói tục không dùng từ lóng thực hiện đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình trao đổi thông tin kết thúc cuộc trao đổi bằng lời chào hoặc cảm ơn cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các quy định về thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân và quy tắc ứng xử trên internet mạng xã hội dự thảo nêu không đăng tải hình ảnh trang phục số hiệu công an nhân dân các loại giấy tờ do công an cấp lên mạng internet, mạng xã hội, không định vị địa chỉ, khu vực phòng làm việc của đơn vị lên bản đồ trực tuyến, trường hợp phục vụ công tác phải được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị. Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra một số quy định, những điều cấm đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân như sau. 1. Không đeo kính màu đen khi trực tiếp giải quyết công việc với người khác, không để tay vào túi quần hoặc túi áo khi làm nhiệm vụ, trừ trường hợp đeo kính màu đen để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và phải được thủ trưởng các đơn vị địa phương đồng ý. 2. Về hình thể, Bộ Công an đề xuất cán bộ chiến sĩ nam không được để tóc dài trùm tai, trùng gáy hay cắt tóc quá ngắn, trừ trường hợp do đầu bị hói, bị bệnh lý theo chỉ định của bác sĩ hoặc do yêu cầu nghiệp vụ phải cắt tóc ngắn, không được để dầu ria ở cằm, ở cổ và trên mặt, không đục lỗ sò khuyên, trừ cán bộ nữ được đục lỗ sò khuyên tai, vị trí giái tai. 3. Mặc trang phục công an nhân dân ăn uống ở hàng quán về hè, trừ trường hợp do yêu cầu công tác cần xã hội hóa, hút thuốc khi làm nhiệm vụ, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường và ở những nơi có quy định cấm. 4. Cầm đánh bạc dưới mọi hình thức, mê tín, bói toán, uống rượu bia và các chất có cồn trước, trong giờ làm việc, cả vào bữa ăn giữa ca trong ngày làm việc, ngày trực uống rượu bia say trong mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi, sử dụng chất gây nghiện trái phép, điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, bỏ vị trí công tác, vắng trực không lý do. 5. Cấm cán bộ chiến sĩ không được lập bàn thờ để bát hương, thắp hương trong hội trường, phòng họp, phòng khách, phòng làm việc, phòng ở, nhà kho, nhà ăn tập thể nơi để hồ sơ tài liệu thuộc phạm vi trụ sở đơn vị công an trừ khi tổ chức lễ tang, lập bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp hương trong 3 ngày Tết Nguyên đán nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ. Chiều tối ngày 26 tháng 8 cơn mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở tỉnh Bình Dương. Tại nhiều tuyến đường tại thành phố Thủ Dầu Một như Huỳnh Văn Lũy, 30 tháng 4, quốc lộ 13, nước ngập sâu khiến nhiều xe máy chết máy. Tại thành phố Bến Cát, ngay đường NB16 gần ngã 3 DB8, phường Mỹ Phước, tình hình còn nghiêm trọng hơn khi nước ngập sâu hơn nửa xe ô tô khiến nhiều phương tiện bị cuốn trôi. Có những trường hợp, tài xế đã phải liều mình bơi ra để giữ lại chiếc xe của mình. Thế vậy, nhiều người dân xung quanh đã ra hỗ trợ giữ xe dùng dây kéo xe vào bên trong. tại đường NA3 nước ngập nửa xe máy, hàng chục bình ga trôi trên đường khiến nhiều người hoảng sợ. các bình ga được cho của một công ty sản xuất bình ga ở phường Mỹ Phước. người dân và lực lượng chức năng sau đó tiến hành thu gom các bình ga này. cảnh sát giao thông thành phố Bến Cát cùng các lực lượng của địa phương dùng xe chuyên dụng đưa các phương tiện bị hư hỏng qua vùng an toàn. đến khoảng 20 giờ cùng ngày nước mưa rút các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý khắc phục hậu quả do cơn mưa gây ra. Gần đây, tỉnh Bình Dương liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến nhiều nơi bị ngập úng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hệ thống thoát nước tại các khu vực này quá tải, không kịp tiêu thoát lượng nước mưa lớn. Bên cạnh đó, việc người dân đổ rác bừa bãi cũng làm tắc nghẽn cống rãnh, khiến ngập lụt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, như huy động lực lượng đến dọn dẹp vệ sinh môi trường, thông tắc cống rãnh. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ đang duy trì, gió mùa Tây Nam chi phối thời tiết Nam Bộ đang hoạt động với cường độ mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Trung Bộ suy yếu dần. Trong những ngày tới, có xu thế hình thành rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận trong tuần cuối tháng 8 và đầu tháng 9 sẽ có mưa rào và rông, vài nơi xuất hiện mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh để phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ. Ngày 26 tháng 8, Ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả xác minh thông tin chi 100 triệu đồng để chạy chức lãnh đạo ấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, sau khi thông tin chi 100 triệu đồng để chạy chức lãnh đạo ấp ở thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện trên mạng và được báo chí đăng tải, Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo Ủy ban kiểm tra huyện ủy Phối hợp Công an huyện Bình Chánh tiến hành kiểm tra xác minh làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B và các cá nhân có liên quan. Qua làm việc trực tiếp với bà PTT 40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, hiện là chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ ấp 14, xã Vĩnh Lộc B, người được cho là ghi phản ánh trên ứng dụng Bình Chánh trực tuyến. Bà PTT khẳng định không nhắn tin phản ánh vụ việc trên. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy cũng tiếp xúc làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B, những cá nhân có liên quan để làm rõ có việc này hay không đến nay chưa phát hiện trường hợp nào. Do vậy, Ủy ban kiểm tra huyện ủy kết luận nội dung phản ánh chi 100 triệu đồng để chạy chức lãnh đạo ấp ở thành phố Hồ Chí Minh là không có căn cứ, không đúng sự thật, bịa đặt và có ý bôi xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên, gây mất đoàn kết nội bộ. Trước đó, thông tin chi 100 triệu đồng để làm lãnh đạo ấp được phản ánh lên ứng dụng Bình tránh trực tuyến, người phản ánh để lại tên là T, ngụ xã Vĩnh Lộc B. Thông tin này cũng lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình. Theo nội dung phản ánh, người có tên T đã chi 100 triệu đồng đưa cho một bí thư tri bộ, trưởng ấp để chạy chức lãnh đạo ấp và con ruột sẽ được làm bí thư tri đoàn ấp, nhưng sau khi đưa tiền xong thì không có kết quả.